Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Quỳnh Trần TV và Cuộc Sống Ở Nhật. Hôm nay thì Quỳnh sẽ tiếp tục làm một mâm mì cay. Ở nhà có gì thì mình ăn đó nha. Và ở trên bàn của Quỳnh đây là 10 loại. Hôm nay Quỳnh sẽ ăn kèm chung với mì cay nha. Đầu tiên ở đây là giò heo rút xương. Cái này giò heo rút xương này là Quỳnh mua của Hàn Quốc á. Loại này loại cay nha. Giò heo rút xương loại cay. Ở đây thì là Quỳnh có là trứng cá tuyết muối cay, thanh cua. Còn cái này gọi là chả cá phim một hình của Nhật. Trứng ngâm tương, có là kim chi, củ cải muối, xúc xích và một ít là da heo chiên giòn. Cái món không thể thiếu trong ngày hôm nay đó là mì cay nha mọi người. Mì cay này thì Quỳnh ăn của hiệu là Bê Giang Gừ. Khi mà Quỳnh khui cái hộp này thì Quỳnh sẽ quay sơ một vòng cho mọi người xem nha. Ở đây thì nó ghi cái ngày sản xuất với ngày hết hạn nè. Phía ngoài ở đây là ghi thành phần, thì là cái hộp mì này thì nó có lượng calori là 540 calori nha. Cái hộp mì này thì nó cũng giống như bao nhiêu mà hộp mì Quỳnh đã từng ăn. Và mì hôm nay Quỳnh ăn là mì khô. Đầu tiên thì mình sẽ mở từ A đến B. Là coi như là mình mở nửa cái hộp đó mọi người. Phía bên trong đây thì là mình thấy là được một gói nè, hai gói nè, ba gói, gồm có là ba gói ha. Đầu tiên thì mình sẽ cho là cái bịch này là bịch rau củ cũng như là thịt vào trước nha. Cái hộp thì người ta có ghi là mình sẽ đổ vào bên trong đây là 480ml nước và thời gian mình để là 3 phút. Thì cái món ngày hôm nay Quỳnh đã chuẩn bị xong hết rồi mọi người. Bây giờ mời mọi người ăn chung với Quỳnh nha. Hôm nay thì Quỳnh kêu Sa xuống ăn, nó không có xuống mọi người ơi, tại vì nó cũng ăn trưa rồi. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu mình ăn nha. Cái thố mì vẫn còn nóng mọi người, vẫn còn nóng không biết cay mà cái mùi rất là nồng nặc nha mọi người. Đã không mọi người? Trời ơi, nó cay mọi người. Quỳnh đáng cố gắng á, Quỳnh à, không có cắn cọng mì ra để mọi người coi á, cho nó nhìn ngon miệng hơn. Nó cay. Trong mấy cái loại mì Quỳnh ăn á, phải nói là mì của Nhật không có cay, nhưng mà dạo gần đây nha mọi người,
hình như là người ta biết là người nước ngoài mua nhiều quá, bởi vậy người ta sản xuất là mấy cái loại mì mới nó cay mọi người. Chân giò heo muối cay của Hàn Quốc, không thấy muối, chân giò heo hành cay mà. Lý do tại sao giờ dạo này thời gian gần đây á mình làm cái video nó rất là đơn giản mà. Ở Nhật bây giờ nó cũng căng thẳng như là ở bên Việt Nam mà nha mọi người. Nó cũng hạn chế đi lại rồi à, cũng giãn cách nhưng mà người ta vẫn được đi siêu thị chứ không có phát phiếu như bên Việt Nam mình thôi. Và ngày hôm qua cái này cứng mà. Không biết ở bên Việt Nam mình đó là bệnh bao nhiêu người cũng không biết, mà chỉ riêng Tokyo mà à. Nó cứng quá, tát bên chỗ mình ở này mà đã bị bệnh tới 3.000 người. Saitama Quỳnh bị mấy trăm. Bởi vì bây giờ ở nhà Quỳnh á, có cái gì là Quỳnh đem ra Quỳnh làm cái đó. Một tuần á, Quỳnh cao lắm Quỳnh đi chợ một ngày. Như là Quỳnh cũng hay nói với mọi người là ở nhà Quỳnh có hai cái tủ lạnh á. Một cái tủ đá siêu to, để mình chất mấy cái đồ giống như là thịt nè, đồ tươi sống á mà mình ăn tới đâu mình rã đông tới đó. Khi xưa thì mình cũng muốn đi chợ mỗi ngày để mua đồ mới mà, đồ tươi. Người Việt Nam mình thì không như là thích mua đồ tươi mỗi ngày mà. Thực sự thì nhiều người cũng hay nghĩ là đồ đông đá thì ăn nó sẽ kém chất lượng, kém dưỡng chất nha. Thật tình thì cũng đúng như vậy, nhưng mà trong tình hình dịch bệnh như thế này á thì mình trữ đông mình ăn nó sẽ tốt hơn nha. Trữ tủ đá. Mình đi qua Nhật này thì lúc mà chưa có dịch bệnh á thì Quỳnh cũng đã là bỏ tủ đá ăn, là bởi vì là Quỳnh cũng đi làm á, lúc xưa cũng đi làm ngày á hả 10 tiếng, bữa nào mà không tăng ca về sớm cũng 8 tiếng về tới nhà đuối mà. Thời gian di chuyển từ chỗ làm tới công ty á, lúc mới qua thì công ty xa, đi lên đi về hả tốn một ngày 2 tiếng đồng hồ, đi lên tốn một ngày 1 tiếng, đi về là một ngày, làm 1 tiếng đi lên 1 tiếng đi về là 2 tiếng nha. Rồi mọi người tính là tới 10 mấy tiếng à. Cho nên bây giờ mình cố gắng mình mua đồ trong trữ đông đá mình ăn á mọi người. Cái mùi nó cay, trời ơi. Cái chả cá này á thì mình làm mấy lần nha. Cái hình của nó thì làm con này con kia, nhưng mà cái vị của nó có một vị mà nó ngọt.
Cắn ra trứng cái tí nó vỡ ra mà nó béo, nó cay. Cái thời buổi bây giờ những cái mặt hàng mà bán mà ăn liền như thế này mọi người, bán đắt nha, không giống như mì gói hoặc là những cái đồ mà vừa ăn mà tiện lợi mọi người. Trà sữa ở Nhật làm nhanh lắm mọi người, không biết bên Việt Nam mua gói sẵn mà về nhà pha là pha bao nhiêu phút ta. Ở bên Nhật trà sữa mà pha 5 phút là có trà sữa mọi người, có trân châu đầy đủ luôn, mình về mình pha giống như là mình pha cà phê pha sẵn. Có loại cũng chẳng nấu nướng nữa mà, bởi vì là đi sống quay đổ ra ly cho nước cho đá rồi xong không biết chưa tới 5 phút nữa. Nó cay. Không biết mọi người có tin cái vụ mà dự đoán tương lai mà, với lại dự đoán của cái cậu bé gì ở bên Ấn Độ mà người. Quỳnh thì cũng phải theo dõi nha, mà thấy tao nói cũng đúng thôi ngay, cho nên bây giờ á mình hạn chế ra đường nha. Mình hạn chế đi ra đường cũng giống như là mình góp phần để mà không lây nhiễm đó mọi người. Được, coi như là mình cũng làm việc thiện rồi đó mọi người. Cái này đâu có nói thiện. Mình ở nhà nhưng mình đừng có đóng mình trong nhà không. Nhà mình mà có cửa sổ á, hoặc là có sân vườn hoặc là sân thượng gì đó, mình cũng bày đồ ra mình nấu ở ngoài sân, hoặc là mình tắm nắng mà để hấp thụ vitamin D. Tại vì mọi người biết sao không, vitamin D ở trong thức ăn của mình nó hầu như nó rất là ít luôn, hầu như nó lấy tỉnh ông trời không. Bởi vậy thế giới này mà không có mặt trời thì cũng khổ mà ha, cây không quan hợp được, nó không quan hợp này sao nó thải ra khí oxy cho mình thở. Rồi con người của mình cũng cần phải có vitamin D để nó lưu thông tuần hoàn, chất dinh dưỡng rồi máu nữa. Không biết hôm nay Quỳnh mua cái này về ăn có đúng không mọi người. Quỳnh á mua về để là đổ về ăn hả, không biết bên Hàn Quốc người ta còn làm gì nữa ta. Cái vị của nó thì cũng hơi cay cay nha, mà nó cay không có bằng cái gói mì hôm nay Quỳnh ăn. Nói chung là Quỳnh ăn mì đi nó giống như là bị lên đồn à. Từ lúc đầu mà làm video ấy, thì ăn không được, từ từ á nó lên đô trong thấy luôn.
Hôm nay có vẻ Quỳnh ăn nhanh hơn mọi bữa nha. Quỳnh ăn hết rồi đó mà. Không còn miếng nào trong cái thố luôn. Cái mì hôm nay Quỳnh mua á thì nó cũng không mắc lắm. Khoảng như ta 40.000 tiền Việt Nam. Mọi người mua ăn thử nha. Nếu nó dịch đến Việt Nam mua ăn thử. Cái cứng giả mà Quỳnh mua Quỳnh để nó hơi lâu á, mà nó chưa có hết hàng sử dụng mà nó cứng vậy á. Mình ăn tới cái móng của cái sườn nha. Cái phần móng có sườn á nó sạch sạch, nói chung là nó nhờ cái lớp da, bởi vậy ăn nó kích hơn là cái phần thịt người ta chẻ rộng nha. Nói lúc xương lúc xương chứ cái phần thịt ở trên nó lúc xương không à, chứ cái phần mà xương xương móng á chỗ này à vẫn còn để nguyên nha. Ngon quá mà. Mình ngon nha. Thì cái video của Quỳnh đến đây cũng là sẽ kết thúc nha mọi người ơi. Quỳnh cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết cái video của Quỳnh. Nếu mọi người yêu thích cái kênh của Quỳnh á, mọi người hãy bấm đăng ký để sẽ ủng hộ kênh giúp Quỳnh nha. Quỳnh hẹn gặp lại mọi người ở video vào ngày mai. Bye bye.